Xin kính chào quý vị khán giả. Ngày hôm nay, Thủy Nguyên rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Nhịp cầu sức khỏe. Chương trình có sự tài trợ của Trung tâm Điều trị Phục hồi xương khớp Việt Nam. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về căn bệnh tiêu chảy. Đây là một bệnh lý rất phổ biến trong cộng đồng và có thể gặp ở cả người lớn cũng như trẻ nhỏ. Bệnh này tiềm ẩn rất nhiều những biến chứng nếu như chúng ta không có những biện pháp để kiểm soát bệnh cũng như là điều trị kịp thời. Nguy hiểm hơn nữa, bệnh có thể bùng phát thành dịch. Vậy khi nào chúng ta có thể điều trị tiêu chảy tại nhà, còn khi nào thì cần phải điều trị tiêu chảy tại bệnh viện cũng như các cơ sở chuyên khoa? Ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay xin được trân trọng giới thiệu thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Đình Bách, nguyên vụ trưởng vụ pháp chế thanh tra, Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế. Vâng, xin được gửi lời chào và cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đình Bách đã nhận lời tham gia chương trình. Vâng, xin được kính chào quý vị khán thính giả. Xin chào MC Thủy Nguyên. Vâng, thưa quý vị thính giả, có lẽ câu hỏi đầu tiên mà quý vị hết sức quan tâm đó là như thế nào được coi là tình trạng tiêu chảy đúng không ạ? Xin nhờ bác sĩ Nguyễn Đình Bách sẽ thông tin. Tiêu chảy là một cái tình trạng mà chúng ta đi tiểu nhiều lần trong ngày và cái phân của chúng ta là có tóe nước. Về mặt sinh lý bình thường, trung bình thì mỗi người chúng ta đi ngoài là từ 1 đến 2 lần trong một ngày. Phân thì ở cái mức độ là tương đối là thành khuôn, nó cũng không quá cứng và nó cũng không quá nhão. Thế và số lượng thì khoảng đâu đó khoảng 30 đến 40 gram trong một lần đi ngoài. Thì đó là cái tình trạng đi ngoài bình thường. Thế còn nếu như mà trong ngày của chúng ta có số lần đi ngoài từ 3 lần trở lên, thế rồi là cái phân không thành khuôn, tóe nước, thì những cái tình trạng như vậy được gọi là tiêu chảy. Ngoài các cái số lần đi ngoài nó nhiều lên thì nó còn có thể kèm theo một số các cái triệu chứng khác nữa, ví dụ như đau quặn, có thể có sốt, thế rồi là có những các cái rối loạn về thân nhiệt v.v. Thì cái tiêu chảy này thì nó cũng có nhiều loại khác nhau. Chúng ta thường người ta thường chia ra là tiêu chảy cấp và tiêu chảy mãn tính. Cái tiêu chảy cấp ấy, thì tình trạng của nó một là thường xảy ra là đột ngột. Hai là cái số lần đi ngoài trong ngày thì tương đối nhiều, 5, 7 lần, thậm chí có những người là đến hơn 10 lần trong một ngày. Và cái tiêu chảy cấp thì thường là nó hay đi với các cái rối loạn cái chức năng toàn thân. Nó kèm theo cái triệu chứng mất nước, thế rồi là rối loạn điện giải. Tùy theo ở những mức độ nhẹ thì có thể là bệnh nhân cảm thấy khát, khô môi. Thế rồi ở mức độ nó nặng hơn thì nó cảm thấy bị có tình trạng bị rối loạn thân nhiệt. Tuy nhiên có thể có tình trạng sốt, sốt từ 37 độ 5, 38 độ, có trường hợp 39 độ 5, 40 độ. Thế rồi có những cái dấu hiệu về rối loạn về mặt tim mạch. Đấy, tim có thể đập nhanh, thế rồi là huyết áp hạ. Thế rồi có những cái rối loạn về ion, về kali làm cho các cái rối loạn nhịp tim. Thì đấy là một số các cái biểu hiện của cái rối loạn cấp. Thế còn cái tình trạng mà đi ngoài cấp ấy thì thường nó cũng không có quá kéo dài 3-4 ngày và thường là không kéo dài quá 2 tuần. Thế còn trong các cái trường hợp mà rối loạn tiêu chảy mãn tính ấy, thì cái tính chất của nó nhẹ nhàng hơn. Đấy, thường ấy là mỗi một ngày đi ngoài 3-4-5 lần, chứ cái số lần đi ngoài nó cũng không quá nhiều. Thế rồi là các cái biểu hiện và các cái rối loạn toàn thân ấy, thì nó không có nhiều như là cái rối loạn cấp tính. Đấy. Thế rồi là các cái biểu hiện toàn thân, thế rồi là các cái triệu chứng kèm theo ấy, thì nó cũng không có cái ảnh hưởng nhiều đến cái chức năng sống. Thế nhưng mà cái rối loạn mãn tính thì thường nó có tính chất nó hay lặp lại và nó liên quan nhiều tới một số các cái điều kiện sinh hoạt và chế độ ăn uống v.v. Thì đấy là những các cái tính chất của cái đi ngoài cấp tính và đi ngoài mãn tính. Dạ vâng, cho dù là đi ngoài cấp tính hay là mãn tính thì những cái triệu chứng của nó cũng rất là đáng ngại đúng không ạ? Vậy thì người dân cũng rất là mong muốn được nhận biết được rõ về những cái nguyên nhân nào gây ra tình trạng tiêu chảy để qua đó chúng ta cũng có thể chủ động phòng bệnh ạ. Về các cái nguyên nhân gây đến cái tình trạng tiêu chảy đấy, thì cái thứ nhất là cái tiêu chảy cấp tính ấy, thì thường nó liên quan rất nhiều tới các cái chế độ ăn uống mà chúng ta thường nói tới vấn đề ví dụ như là ngộ độc thức ăn, ngộ độc thực phẩm. Đấy. Do cái thức ăn của chúng ta bảo quản nó không tốt, nó bị các cái vi khuẩn nó xâm nhập, đấy, nó tạo thành như vậy tải ra nội độc tố và ngoại độc tố. Ở đây thì chúng tôi cũng phải nói thêm một điều, tức là nhiều người thắc mắc là tại sao cái thực phẩm của chúng ta đã nấu chín rồi, đấy, thậm chí là đưa vào cái nồi hấp. Thế nhưng mà khi ăn thì vẫn bị đi ngoài, vẫn bị tiêu chảy. Đấy. Thì đây chúng ta thấy là vi khuẩn ấy thì không những đấy, nó tiết ra cái ngoại độc tố. Ngoại độc tố tức là cái quá trình vi khuẩn nó xâm nhập vào thức ăn của chúng ta. Đấy, nó tiết ra cái độc tố. Và cái độc tố đấy là yếu tố gây lên cái tình trạng tiêu chảy. Đấy. Thì đấy là ngoại độc tố. Thế còn cái nội độc tố của vi khuẩn, tức là cái nội độc tố nó được thải ra khi con vi khuẩn nó bị chết đi.
Cho nên khi mà chúng ta ninh hoặc là nấu thức ăn nó đã chín rồi, mặc dù con vi khuẩn nó đã chết, nhưng mà cái loại độc tố nó vẫn được đào thải ra bên ngoài, nó vẫn xâm nhập vào trong cái thức ăn của chúng ta. Và thường là cái loại độc tố nó bền vững so với nhiệt độ. Cho nên dù có thể chúng ta đun là 100 độ hoặc hơn 100 độ thì nó không bị phân hủy và nó vẫn gây lên cái tình trạng như vậy là đi ngoài cấp. Thế rồi một số các tình trạng khác ngoài cái ngộ độc thức ăn, ví dụ một số các bệnh nhiễm khuẩn, đấy, nhiễm khuẩn, nhiễm virus, đặc biệt là trẻ em phần nào nó thường nó có tình trạng bị đi ngoài do cái tình trạng virus nào. Và những cái tình trạng trẻ em đi ngoài do virus ấy thì thường nó rất dễ gây lên cái tình trạng cấp tính. Thế rồi là rối loạn các cái chức năng sống như là mất nước, bởi vì cơ thể của trẻ em nó rất nhạy cảm, đặc biệt là cái tỷ lệ các thành phần nước ở trong trẻ em nó là rất nhiều. Thế rồi là một số các cái tình trạng nhiễm khuẩn ở đường ruột, thế rồi là đại tràng vân vân, thì nó cũng có thể gây lên cái tình trạng nhiễm khuẩn cấp tính. Thế rồi là một số các cái ngộ độc thuốc khác cũng có thể là gây lên các cái tình trạng là tiêu chảy cấp. Thế còn đối với các cái tiêu chảy mãn tính ấy, nào, thì nó cũng có rất nhiều nguyên nhân. Ví dụ như là chúng ta thường hay nói đến cái hội chứng ruột kích thích. Hội chứng ruột kích thích cũng là một trong những cái rối loạn của hệ thần kinh phó giao cảm. Nó làm cho tăng cái kích thích của cái nhu động ruột, nhất là đối với nhóm thức ăn. Có những người thì ăn những cái thức ăn lạnh, thức ăn tanh vân vân. Đấy, thì nó gây nên hội chứng ruột kích thích, nó gây nên cái tình trạng đi ngoài. Thế rồi là các cái viêm nhiễm, các cái nhiễm khuẩn khác ở cái đường ruột vân vân, nó cũng có thể gây nên các cái tình trạng đi ngoài. Nhìn chung mà nói là các cái chế độ ăn uống, thế rồi là nhiễm khuẩn ở cái đường tiêu hóa đấy, thế là những cái nguyên nhân mà rất dễ gây lên cái tình trạng kể cả tiêu chảy cấp và tiêu chảy mãn tính. Dạ vâng, bác sĩ Nguyễn Đình Bách nói về rất nhiều những nguyên nhân có thể gây ra tiêu chảy, nhưng mà đại bộ phận người dân là họ chỉ quan tâm là đã tiêu chảy thì họ sẽ tìm cách để xử lý như thế nào thôi, và rất là nhiều người lựa chọn cách bù nước, bù điện giải. Và chúng ta cũng thấy những cái câu chuyện được truyền thông phản ánh, đúng không ạ, là đây là những cái việc làm mà thậm chí là mang đến những cái hậu quả khôn lường. Vậy thì làm như thế nào để có thể là giải quyết được một cách chu đáo nhất đối với cái tình trạng tiêu chảy, để có thể là không tránh những cái biến chứng có thể xảy ra, thưa bác sĩ? Như chúng ta vừa nói phần trên ấy, thì một trong những các cái hậu quả của cái tiêu chảy, nhất đặc biệt là tiêu chảy cấp gây nên ấy, đó là nó gây lên cái tình trạng là rối loạn một số các cái chức năng sống, đặc biệt là cái tình trạng mất nước kéo dài ấy, nó làm cho cái rối loạn về mặt tim mạch, có thể gây lên cái tình trạng là hạ huyết áp. Đấy, hoặc là trụy mạch nếu như mà chúng ta không điều trị và bù nước được kịp thời. Thế rồi là một số các cái rối loạn về mặt điện giải. Đấy, rất là nguy hiểm. Đấy, cho nên trong các cái rối loạn tiêu chảy đấy, mà nhất là tiêu chảy cấp ấy, thì vấn đề đầu tiên là chúng ta phải tìm ra cái nguyên nhân gây ra cái tiêu chảy. Hai nữa là bù nước và điện giải là cái mà chúng ta nên làm. Đấy. Tuy nhiên bù nước và điện giải như thế nào cho nó đúng đấy, lại là một cái vấn đề khác. Đấy. Ở trong cộng đồng của chúng ta đấy, thì thường ở những cái trường hợp mà đi ngoài nó ở mức độ vừa phải, cái tình trạng mất nước nó cũng không quá nhiều thì chúng ta cũng có những cái dung dịch, ví dụ như Orezon đấy, thì cũng đã được đóng sẵn ở các có thể là viên hoặc có thể là gói, và chúng ta có thể sử dụng cái Orezon đó theo cái sự hướng dẫn của nhà sản xuất. Thế còn trước đây các cụ của chúng ta mà chưa có các cái dung gói Orezon, các dung dịch Orezon thì có thể dùng các cái bài truyền thống, ví dụ như các cụ dùng nước cháo pha muối hoặc là nước cơm cháy pha muối, cái cháy của chúng ta là cháy cơm ấy. Đấy, rồi đun lên pha với muối. Mà tất nhiên bây giờ là cái nồi cơm điện của chúng ta thì tìm cái cháy đấy cũng không phải là dễ dàng. Thì đấy là những các cái truyền thống đấy, thế tức là để mà bù nước và điện giải. Còn ngoài ra đấy thì chúng ta phải tìm được nguyên nhân. Đấy, ví dụ như là nguyên nhân cho ngộ độc thức ăn và nào, thì nếu mà một số cái trường hợp ấy là chúng ta sử dụng không đúng, tức là chúng ta dùng ngay cái thuốc cầm ỉa, ví dụ là dùng opioid thì rồi là một số các thuốc cầm ỉa thì lại cực kỳ nguy hiểm, bởi vì ở một cái góc độ nào đó thì cái tiêu chảy của chúng ta đấy, tức là cái tình trạng đi ngoài nhiều lần ấy, cũng là một trong những cái phản ứng mang tính chất bảo vệ để cơ thể chúng ta có đào thải các cái độc tố ra bên ngoài. Nhưng mà chúng ta dùng các cái biện pháp để chúng ta ngăn cản lại cái nhu động ruột, chúng ta cầm ỉa đấy, thì nó làm cho các cái chất độc nó bị tích tụ trở lại, nó không được đào thải, và nó làm cho cái tình trạng bệnh lý của chúng ta tăng lên. Cho nên là trong những cái trường hợp đặc biệt đối với trẻ em thì chúng ta không nên dùng thuốc một cách tùy tiện, không nên dùng một cái số cầm ỉa. Hay nữa là có một số cái xu hướng là chúng ta dùng kháng sinh, lạm dụng kháng sinh đấy, thì rất nhiều các cái loại tiêu chảy không phải do vi khuẩn đấy, chỉ có một số thôi, ngộ độc thức ăn hoặc là do virus, cho rotavirus vân vân ở trẻ em, thì chúng ta dùng kháng sinh nó lại không có tác dụng, và ngược lại thì kháng sinh nó có thể gây ra cái tình trạng loạn khuẩn
nó làm cho cái tình trạng tiêu chảy, nhất là cái tình trạng tiêu chảy mãn tính ấy, nó tăng lên. Cho nên khi mà chúng ta mà bị cái tình trạng tiêu chảy lại vào nào, thì cái vấn đề thứ nhất đấy, thì nếu mà các cái tình trạng tiêu chảy cấp tính thì có lẽ là chúng ta nên đưa đến các cái cơ sở y tế để khám tìm nguyên chân, thế rồi bù nước và điện giải một cách nó chuyên nghiệp hơn do các bác sĩ chuyên khoa chỉ định. Thì còn ở những cái trường hợp khác, ở những trường hợp tiêu chảy mãn tính mà chúng ta biết chắc chắn được các cái nguyên nhân rồi, thì chúng ta có thể kết hợp giữa các điều trị nguyên nhân theo các cái đơn của bác sĩ chuyên khoa kết hợp với bù nước và điện giải. Thì có thể là từ bằng các Odezone hoặc là bằng một số các cái dung dịch có bù nước và điện giải chúng tôi vừa nói ở trên. Dạ vâng ạ. Như vậy là thưa quý vị thính giả, đối với tình trạng tiêu chảy thì khi mà ở mức độ nhẹ chúng ta hoàn toàn có thể tự điều trị ở tại nhà, bù nước, nghỉ ngơi. Còn khi bệnh đã có những cái biểu hiện nặng rồi như phần phân tích của bác sĩ Nguyễn Đình Bách thì chúng ta hết sức cần thận trọng và cần tới các cơ sở chuyên khoa để thăm khám và điều trị kịp thời. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đình Bách với những thông tin hết sức hữu ích ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình. Chương trình được tư vấn. Chương trình có sự tài trợ của Trung tâm Điều trị Phục hồi xương khớp Việt Nam. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.